Kính thưa quý vị, gần 3 năm sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, dẫn đến việc quốc gia này đã bị phương Tây tìm mọi cách để cô lập. Nhưng nước Nga có vẻ như không hề hấn gì. Và ngay mới đây nhất thì vào ngày 23 tháng 10, Tổng thống Nga Putin vẫn hiên ngang tổ chức hội nghị thượng đỉnh BRICS 2024 với sự tham gia của nhiều lãnh đạo thế giới. Trong đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam cũng đã tham gia dự hội nghị thượng đỉnh BRICS mở rộng tại Kazan theo lời mời trực tiếp từ Tổng thống Putin, chủ tịch của nhóm BRICS năm 2024. Điều đáng chú ý là có tới 30 quốc gia đang xếp hàng muốn gia nhập BRICS, được xem như một đối trọng của G7. Thách thức trật tự thế giới do phương Tây đứng đầu là Mỹ kiểm soát. Trong số các quốc gia muốn gia nhập, thậm chí có cả Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của NATO. Số lượng đơn đăng ký gia nhập quá nhiều, đến mức BRICS phải đau đầu lựa chọn vì năm nay khả năng chỉ có thể kết nạp thêm 10 thành viên. Có thể nói, Nga đang giành ưu thế trên mọi mặt trận, không chỉ trên chiến trường mà còn trên cả lĩnh vực kinh tế, ngoại giao và chống lại sự cô lập từ phương Tây. Ngay cả CNN, một kênh truyền thông nổi tiếng của Mỹ, vốn luôn chỉ trích Nga, cũng phải thừa nhận trong bài viết đầy cay đắng rằng Putin gây chấn động phương Tây với hội nghị thượng đỉnh BRICS. Những tín hiệu này cho thấy rõ ràng Tổng thống Putin không hề cô độc, mà ngược lại, ông đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ một liên minh của các quốc gia đang nổi lên. Tại sao lại như vậy? Phải chăng phương Tây đã mất đi sức ảnh hưởng? Một BRICS mở rộng sẽ tác động ra sao đến trật tự thế giới? Và liệu Việt Nam đã sẵn sàng gia nhập BRICS hay chưa? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng tìm hiểu, phân tích qua video số này. Trên bài viết của CNN Mỹ nhấn mạnh rằng, mặc dù nhiều quốc gia lên án Moscow, Putin vẫn tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh BRICS, quy tụ hàng chục nhà lãnh đạo thế giới. Điều này cho thấy Nga không hề bị cô lập như phương Tây vẫn tuyên bố, một liên minh lớn đang ủng hộ Putin từ phía sau. Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Kazan kéo dài 3 ngày với sự tham gia của các quốc gia như Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và các thành viên mới như Ai Cập, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ethiopia và Iran. Đây được coi là sự kiện quốc tế lớn nhất tại Nga trong năm 2024. Phương Tây thường xuyên tuyên bố rằng Putin và Nga đang bị cô lập, nhưng thực tế là Tổng thống Putin đang đón hơn 20.000 đại biểu từ hơn 30 quốc gia khác nhau tại hội nghị BRICS. Vậy, liên minh BRICS của Nga đang thách thức phương Tây như thế nào? Vâng, nếu chúng ta phân tích kỹ thì liên minh BRICS hiện nay chính là một lực lượng có khả năng thách thức hoàn toàn sự thống trị của phương Tây. BRICS bao gồm các quốc gia chiếm khoảng 50% dân số toàn cầu và tạo ra 36% tổng sản phẩm nội địa GDP thế giới. Chúng ta nhìn vào bức ảnh của ông Putin chụp chung với các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị thượng đỉnh. Ông Putin đứng giữa, bên trái ông là Thủ tướng Ấn Độ Modi và bên phải là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Với sự sắp xếp này, phản ánh sự kết nối chặt chẽ giữa Nga và hai quốc gia có dân số đông nhất thế giới, lên tới hơn 3 tỷ người. Nga không cần phải phụ thuộc quá nhiều vào phương Tây. Với thị trường rộng lớn này, nền kinh tế Nga sẽ không thể sụp đổ. Và Tổng thống Putin đang rất thành công trong việc thực hiện chiến lược này. Để Nga có được sự gắn kết thành công này, chúng ta hãy cùng lướt qua một chút về lịch sử của khối BRICS. Khối này ra đời vào mùa hè năm 2009. Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế, tên gọi BRICS ban đầu được ghép từ chữ cái đầu tiên trong tiếng Anh của các quốc gia thành viên, đó là Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Điều thú vị là ý tưởng về cái tên BRIC được đề xuất bởi Goldman Sachs, một trong những ngân hàng đầu tư lớn nhất của Mỹ và cũng là một trong những nguyên nhân chính gây ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu lúc bấy giờ. Goldman Sachs đã lập ra một quỹ đầu tư để phân bổ nguồn vốn khổng lồ của các nhà đầu tư vào những thị trường mới nổi tiềm năng như Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Nam Phi gia nhập BRIC vào năm 2011 theo đề xuất của Trung Quốc và từ đó nhóm này chuyển thành BRICS với chữ S đó là đại diện cho Nam Phi và được gọi đầy đủ là BRICS. Sau gần 3 thập kỷ phát triển đầy năng động, đặc biệt là với sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc, thế giới đã chứng kiến quá trình toàn cầu hóa, hàng hóa và các thị trường tài chính dựa trên chủ nghĩa tư bản không điều tiết. Điều này dẫn đến tình trạng bành trướng quá mức và đẩy trật tự kinh tế quốc tế đến bờ vực sụp đổ với cuộc khủng hoảng lớn nhất từ thời kỳ đại suy thoái cuối thập kỷ 1920. Các nền kinh tế mới nổi cùng với hầu hết các quốc gia đang phát triển hay như thuật ngữ gần đây là phương Nam toàn cầu ngày càng tin rằng trật tự thế giới hiện hành vẫn đang phản ánh một hệ thống đã lỗi thời.
từ Ngân hàng Thế giới đến Quỹ Tiền tệ Quốc tế, từ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đến sự thống trị của đồng đô la Mỹ, tất cả đều là những cơ chế đại diện cho quá khứ và không còn phù hợp với thực tế mới của thế giới hiện nay. Các thể chế vận hành trật tự thế giới vẫn phản ánh tương quan lực lượng của năm 1945 chứ không phải là của năm 2009. Các quốc gia mới nổi và đang phát triển ngày càng nhận thấy mình không được đại diện xứng đáng trong một hệ thống đa phương, không phản ánh đúng tỷ trọng dân số hay tầm quan trọng chính trị, kinh tế đang gia tăng của họ. Điều này đặc biệt rõ ràng khi nhìn vào khối BRICS. Khối này khi thành lập chiếm tới 40% dân số toàn cầu và tỷ trọng GDP của họ đã tăng từ 8% vào năm 2001 lên 26% vào năm 2023. Trong khi đó, tỷ trọng GDP toàn cầu của các nước G7 lại giảm xuống từ 65% xuống chỉ còn 43% trong cùng giai đoạn. Từ năm 1990 đến năm 2022, các nước BRICS ghi nhận mức tăng trưởng bình quân là 4,5% một năm, với Trung Quốc đạt 12,3% và Ấn Độ là 6,5%, trở thành đầu tàu tăng trưởng của BRICS. Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng của G7 trong cùng thời kỳ chỉ khiêm tốn đạt 1,5%, dù có sự phát triển mạnh mẽ, BRICS vẫn nằm ngoài tầm quan sát của phương Tây. Cho đến khi đại dịch COVID-19 và cuộc chiến Nga tại Ukraine bùng phát, chỉ khi đó phương Tây mới tỉnh ngộ và nhận ra rằng các nước phương Nam toàn cầu không còn tuân theo định hướng mà họ đã vạch ra. Trong đại dịch, các nước đang phát triển phải đối diện với sự thực phũ phàng rằng các quốc gia phương Tây giàu có không sẵn sàng công nhận vaccine chống COVID-19 là tài sản chung toàn cầu, bất chấp yêu cầu từ Ấn Độ và Nam Phi. Thay vào đó, phương Tây bảo vệ các bằng sáng chế của những tập đoàn dược phẩm đa quốc gia, càng làm gia tăng sự chia rẽ. Trong khi đó, cuộc chiến tại Ukraine và sự hỗ trợ không ngừng của phương Tây dành cho Kiev đã dẫn đến sự đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, gây thiếu hụt các mặt hàng thiết yếu như lương thực, nguyên liệu và năng lượng, đẩy giá cả tăng vọt cùng với lãi suất và lạm phát. Điều này đã khiến vấn đề nợ công trở thành một chủ đề nóng trong chương trình nghị sự của nhiều quốc gia đang phát triển. Phương Tây nhắm đến mục tiêu biến Nga thành quốc gia bị loại bỏ khỏi hệ thống kinh tế toàn cầu thông qua các biện pháp trừng phạt chưa từng có. Tuy nhiên, hậu quả không mong muốn của những biện pháp này là sự tắc nghẽn thương mại quốc tế và ngay cả các xã hội phương Tây cũng phải hứng chịu những tác động tiêu cực. Trong bối cảnh đó, vào tháng 3 năm 2022, nhiều nước thuộc phương Nam toàn cầu đã bỏ phiếu thuận cho nghị quyết của Liên Hợp Quốc lên án hành động quân sự của Nga. Tuy nhiên, trong số các nước BRICS chỉ có Brazil là bỏ phiếu thuận trong khi Nga bỏ phiếu chống và Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi bỏ phiếu trắng. Dù đồng ý với việc lên án Nga, rất ít nước phương Nam tham gia vào các biện pháp trừng phạt do phương Tây áp đặt bởi họ lo ngại về lợi ích quốc gia cũng như mối quan hệ với Nga. Họ cho rằng cuộc khủng hoảng Ukraine là vấn đề của phương Tây, hay chính xác hơn là của châu Âu. Phương Tây nhiều lần đối diện với chính những tiêu chuẩn kép của mình đã khiến các quốc gia đang phát triển nghi ngờ về sự đáng tin cậy của họ. Chính phương Tây cũng nhiều lần vi phạm luật pháp quốc tế và bỏ qua các quy định mà họ đã đặt ra. Ngoại trưởng Ấn Độ đã mô tả rất chân thực cách nhìn nhận của các nước phương Nam về cuộc khủng hoảng Ukraine khi tuyên bố rằng đã đến lúc châu Âu phải vượt qua tư duy rằng những vấn đề của châu Âu là vấn đề của cả thế giới, trong khi những vấn đề của thế giới thì lại không phải là của châu Âu. Và cho dù tác động của cuộc khủng hoảng Ukraine tới quan hệ giữa phương Tây và phương Nam ra sao, thì mối quan hệ này sẽ còn phải trải qua một thử thách khắc nghiệt hơn, đó chính là những gì mà đang diễn ra tại giải Gaza. Nhiều quốc gia đang phát triển không cảm thấy có lý do gì để đứng về phía nào trong cuộc khủng hoảng Ukraine, nhưng họ có lập trường rõ ràng và cứng rắn hơn trước các hành động của Israel ở Gaza với sự đồng lõa của phương Tây. Trong bối cảnh các quốc gia phát triển đang nỗ lực giảm bớt rủi ro và phụ thuộc vào một quốc gia đơn lẻ, các nước đang phát triển lần đầu tiên, lần đầu tiên có được sức ảnh hưởng thực sự, họ ngày càng trở thành mục tiêu được ve vãn, cho dù vì nguồn tài nguyên thiên nhiên để giải quyết các vấn đề di cư toàn cầu, hay đơn giản là vì sự phân cực ngày càng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc đã mở ra không gian đàm phán lớn hơn cho những quốc gia trước đây thường bị coi là vô hình trên trường quốc tế. Đây chính là bối cảnh sâu xa của hội nghị thượng đỉnh lần thứ 15 của nhóm BRICS vào tháng 8 năm 2023. Hai chủ đề chính được thảo luận là mở rộng câu lạc bộ với các thành viên và đối tác mới và phi tập trung hóa đồng đô la Mỹ thông qua việc tăng cường sử dụng đồng nội tệ của các quốc gia thành viên trong thương mại. Nước chủ nhà Nam Phi đã thông báo nhận được khoảng 20 yêu cầu tham gia chính thức cùng với 20 quốc gia khác bày tỏ quan tâm. Cuối cùng, các thành viên mới gia nhập vào tháng 1 năm 2024
gồm Ai Cập, Ethiopia, Iran, Ả Rập Saudi và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Vậy câu hỏi đặt ra, tại sao BRICS lại chọn những quốc gia này? Thứ nhất, xét về mặt địa chính trị, cả 5 thành viên mới đều đóng vai trò quan trọng trong khu vực của họ, giúp BRICS tăng cường sức mạnh, ảnh hưởng tại Trung Đông, Châu Phi và Thế giới Hồi giáo. Ai Cập là nơi đặt trụ sở của Liên đoàn Ả Rập, Ethiopia là trụ sở của Liên minh Châu Phi, Ả Rập Saudi là trụ sở của Tổ chức Hợp tác Vùng Vịnh và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo, trong khi Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đều có sức ảnh hưởng lớn trong khu vực. Thứ hai, về mặt quốc phòng và an ninh, việc mở rộng này tạo điều kiện thuận lợi cho Nga và Trung Quốc thúc đẩy thương mại vũ khí trong các khu vực đang có nhiều căng thẳng như Trung Đông và Châu Phi, nơi chi tiêu quân sự đang gia tăng mạnh, nhất là sau các cuộc đảo chính tại Sahel và các điểm nóng căng thẳng khác. Thứ ba, sự mở rộng này làm gia tăng tính cạnh tranh và phức tạp trong cục diện Trung Đông và Châu Phi. Các quốc gia lớn trong khu vực đang ngày càng đẩy mạnh sự hiện diện của mình với những động thái từ Trung Quốc và Nga ngày càng sâu rộng. Thứ tư, việc kết nạp các quốc gia xuất khẩu năng lượng lớn như Ả Rập Saudi và tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Iran sẽ giúp BRICS tăng cường sử dụng đồng nội tệ trong giao dịch thương mại quốc tế, đặc biệt là đồng nhân dân tệ và đồng rúp, thúc đẩy tiến trình phi đô la hóa và có thể tiến tới việc thiết lập một đồng tiền chung trong khối. Tóm lại, Nga và Trung Quốc đã phần nào biến BRICS thành một dự án chiến lược nhằm phá vỡ thế bá chủ của phương Tây trong trật tự toàn cầu hiện tại, cũng như những thách thức thống trị tuyệt đối của đồng đô la Mỹ trong nền kinh tế thế giới. Đến đây, có lẽ quý vị đã hiểu lý do vì sao mà ngày càng nhiều quốc gia xếp hàng để gia nhập BRICS. Hội nghị BRICS mở rộng lần này là cuộc gặp gỡ quốc tế lớn nhất mà Tổng thống Putin tổ chức kể từ khi Nga xung đột với Ukraine, và nó cho thấy các quốc gia trên thế giới đang hy vọng thấy được sự thay đổi trong cán cân quyền lực toàn cầu. Việc hội nghị thượng đỉnh BRICS lần này diễn ra chỉ 2 tuần trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ càng làm tăng thêm ý nghĩa chiến lược của sự kiện này. Đặc biệt trong bối cảnh nếu cựu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử, Mỹ có thể sẽ thay đổi quan điểm ủng hộ vững chắc đối với Ukraine, đồng thời làm gia tăng căng thẳng với các đồng minh truyền thống. Vậy câu hỏi đặt ra, liệu Việt Nam đã sẵn sàng tham gia khối BRICS hay chưa? Câu chuyện mà liệu Việt Nam có tham gia BRICS hay không đang nóng lên từng ngày. Điều này càng được chú ý khi hai quốc gia láng giềng trong khối ASEAN là Thái Lan và Malaysia đã bắt đầu tiến gần hơn đến nhóm này. Phía Nga cũng đã bày tỏ mong muốn tha thiết mời Việt Nam gia nhập BRICS. Tuy nhiên, vào tháng 8 năm 2023, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã khẳng định rằng Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác đang quan tâm và theo dõi tiến trình thảo luận về việc mở rộng thành viên của BRICS, nhưng chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về việc gia nhập này. Vậy, sự tham gia của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị thượng đỉnh BRICS mở rộng tại Kharan có ý nghĩa như thế nào? Trước hết, Việt Nam có mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với cả 3 quốc gia thành viên BRICS. Trung Quốc thiết lập vào năm 2008, Nga năm 2012 và Ấn Độ là năm 2016. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Nga thì đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực năng lượng và dầu khí. Và hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ cũng đang phát triển mạnh mẽ. Việc Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS mở rộng, mở ra triển vọng hợp tác mới giữa Việt Nam và khối BRICS. Thứ nhất, đây là cơ hội để Việt Nam thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn với các nước thành viên BRICS và các đối tác của khối này. Thứ hai, Việt Nam có thể tiếp cận với các cơ chế, nguồn lực dồi dào và thị trường rộng lớn của BRICS, phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế của đất nước, đồng thời phối hợp nỗ lực giải quyết các vấn đề cấp bách trên quy mô toàn cầu. Việc này hoàn toàn phù hợp với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam, giữ mối quan hệ tốt với tất cả các nước mà không nghiêng về bất kỳ bên nào để đối đầu với bên khác. Sự hiện diện của Việt Nam tại khối BRICS lần này sẽ mở ra cơ hội tăng cường mối quan hệ với các quốc gia thành viên và đối tác của BRICS, bao gồm những quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và các nước mới gia nhập Ả Rập Xê Út, UAE và Iran. Điều này giúp Việt Nam củng cố các mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đặc biệt với những nước có ảnh hưởng quan trọng trong lĩnh vực kinh tế và an ninh. BRICS đại diện cho một khối kinh tế có dân số và GDP lớn với nhiều thị trường mới nổi. Tham gia hội nghị mở rộng là cơ hội để Việt Nam tiếp cận được các thị trường mới này, từ đó gia tăng xuất khẩu và mở rộng giao thương quốc tế. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang phát triển nhanh chóng và tìm kiếm thêm các đối tác kinh tế để thúc đẩy tăng trưởng dài hạn. Các quốc gia BRICS có tiềm năng lớn về tài chính và công nghệ. Việc tham gia hội nghị giúp Việt Nam có thể tiếp cận được các nguồn lực này, từ đó hỗ trợ cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Điều này đặc biệt có giá trị trong lĩnh vực như năng lượng, công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng.
việc tham gia các diễn đàn đa phương như BRICS giúp Việt Nam duy trì chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa và đa dạng hóa. Điều này không chỉ giúp Việt Nam giữ vững lập trường không nghiêng về phía nào trong các cuộc xung đột quốc tế, mà còn mở ra cơ hội hợp tác mới, giảm sự phụ thuộc vào bất kỳ một quốc gia nào. Điều này cũng thể hiện sự tham gia tích cực của Việt Nam trong các vấn đề quốc tế, giúp nâng cao vai trò và tiếng nói của Việt Nam trên trường quốc tế. Sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng thể hiện sự công nhận từ các quốc gia lớn đối với Việt Nam như một đối tác quan trọng trong khu vực Đông Nam Á và quốc tế. Hội nghị BRICS với sự tham gia của nhiều quốc gia đang phát triển và các cường quốc mới nổi đang dần tạo ra một trật tự quốc tế đa cực. Việc Việt Nam tham gia sự kiện này giúp nước ta có thể đóng góp và có tiếng nói trong việc định hình trật tự thế giới mới, đặc biệt trong các vấn đề như kinh tế, thương mại, quản trị toàn cầu. Vậy, nếu chúng ta gia nhập khối BRICS thì Việt Nam sẽ gặp những thách thức gì? Trong khối BRICS, đặc biệt là các nền kinh tế lớn như Trung Quốc và Ấn Độ, sự cạnh tranh về lợi ích kinh tế có thể đặt ra những thách thức cho Việt Nam. Mặc dù Việt Nam có mối quan hệ tốt với cả Trung Quốc và Ấn Độ, nhưng việc điều chỉnh các chính sách thương mại và kinh tế để thích ứng với một khối kinh tế rộng lớn như BRICS có thể gây ra không ít khó khăn. Gia nhập BRICS có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của Việt Nam với các quốc gia phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ và EU, những đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam. Phương Tây có thể nhìn nhận BRICS như là một khối để đối trọng với G7 và trật tự quốc tế do Mỹ dẫn đầu. Điều này có thể gây áp lực về mặt chính trị và kinh tế cho Việt Nam. Mặc dù Việt Nam có mối quan hệ tốt đẹp với các nước BRICS, nhưng lợi ích chiến lược của các thành viên khác, chẳng hạn như Nga và Trung Quốc, có thể không hoàn toàn đồng điệu với những lợi ích của Việt Nam. Điều này đòi hỏi Việt Nam phải cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo rằng việc gia nhập BRICS sẽ không ảnh hưởng đến chính sách, an ninh và chủ quyền quốc gia, đặc biệt là trong các vấn đề nhạy cảm như Biển Đông. Hiện tại Việt Nam chưa có nhu cầu cấp thiết gia nhập một khối kinh tế như BRICS để phát triển. Việt Nam đã có mối quan hệ đối tác chiến lược và thương mại với nhiều quốc gia BRICS mà không cần phải chính thức trở thành thành viên. Điều này giúp Việt Nam vẫn duy trì được sự linh hoạt trong các quan hệ quốc tế mà không bị ràng buộc. Việt Nam có tiềm năng gia nhập BRICS và có thể hưởng lợi từ sự hợp tác kinh tế, thương mại và phát triển với các quốc gia trong khối. Tuy nhiên, việc gia nhập BRICS cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên những yếu tố chiến lược, đặc biệt là về vấn đề quan hệ với phương Tây và các quốc gia khác. Có thể thấy rằng Việt Nam chúng ta hiện đang tiếp cận vấn đề này một cách thận trọng, thể hiện qua việc theo dõi tiến trình mở rộng của BRICS mà chưa đưa ra quyết định chính thức, nhằm đảm bảo rằng bất kỳ bước đi nào cũng phải phù hợp với lợi ích quốc gia và chính sách đối ngoại của đất nước. Còn quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Xin để lại dưới bình luận, nhớ đăng ký kênh, ghé qua kênh mỗi ngày. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.